Rồi em xin chào nhà nha Rồi một con Riruno Dòng bình dân của Citizen nè Mặt trắng nha, Lịch dốc 3 giờ Lịch dạng niên nữa nha Kim cọc số có dạo quang nè Đây Có dạo quang nha Kính zin đẹp không sức mẻ đâu Dẫn bóc vết lông mèo luôn Phay sớt bốn góc còn Dây khóa bản full thép nha này thích hợp cho những anh em tay vừa thôi tay vừa tay nhỏ mấy cái form này vừa rồi con này vẫn là chạy máy h 415 thôi nó là thuộc dòng bình dân của Citizen chứ siêu sao chưa bóc độ mới còn cao nha rồi con này thì dán quanh tẹt rồi xe 36 thôi đứng luôn là 43 43.7 mỏng thì chín đi rửa dây dài sọc nha so với mặt dây quá dài lên tay 7 có vì anh em ta tay nhỏ lắm tay nếu cái form này tay 16 đổ về đeo mấy form đẹp còn rất là mới nha, bản thép. Hàng xì si vậy là quá ok nha. Pin năng lượng khỏe lịch dạng niên thì lịch dạng niên là anh em xài biết rồi, tháng thiếu tháng đủ rồi cũng bước qua ngày mới tháng mới đó. Em muốn trải nghiệm chỉnh giờ cứ báo em luôn. Mấy dòng này thì có video chỉnh giờ hết nha. 550 mã C86 nha. 550k C86 ha. Ai kết chụp hình trong Zalo cho em luôn. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.